Rồi ngày đó cũng đã đến rồi anh em ơi. Vợ tôi đã mua khay cơm rồi và thách tôi làm được món 26K. Thịt luộc và đậu là hai món tôi nghĩ tới đầu tiên. Cảm giác cho thịt và đậu lên khay nhớ lại thời quân sự quá. Và món ăn tiếp theo trong thực đơn 26.000 ngày hôm nay đó chính là món trứng lá lốt. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào chứ tôi rất thích ăn món này. Chuẩn bị vài lá lốt và một quả trứng. Thái nhỏ lá lốt, khuấy với trứng cho thêm gia vị và chiên thôi. Mùi thơm phức à. Thực đơn hôm nay cũng đa dạng ra phết. À mà còn thiếu rau. Chuẩn bị vài lá xà lách, thái nhỏ và dưới nước sốt lên. Trứng 3.000, đậu 5.000, 8.000, 2.000, sáng đi. Thịt này 15.000, 25.000, gạo thì cho. Tốt là 25.000, hoàn thành sách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.